câu hỏi tiếp theo. Ba con bị bệnh nặng khi mê khi tỉnh, con muốn hỏi sư con nên mở chương trình gì cho ba con nghe để tâm ba con được an lạc. Nếu con mất cũng được về cõi lành, lúc ba con còn khỏe mạnh, làm rất nhiều chuyện phước đức. Con sợ tâm ba con sợ hãi và bấn loạn. Nếu như mà quý vị nói cái cách tốt nhất mà cho cái trường hợp này đó, thì nó không phải là mở một cái chương trình nào để mà cho cái người mà đang bệnh như vậy mà nghe hết. Mà cái cách tốt nhất á, là hướng dẫn vị này niệm thí. Có nghĩa là sao? Nhắc ba của chú á, chú nhắc ba của chú nhớ lại những cái việc thiện, những cái việc thiện và phước đức mà ba chú đã làm. Vì kể cụ thể ra, nhớ cụ thể ra đó. Ngày hôm đó tôi đi đến, ví dụ như tôi đi đến bệnh viện đó, rồi tôi phát đồ ăn cho bệnh nhân. Nhớ lại những cái chuyện đó rồi hoan hỷ rồi vui. Hoặc là rồi nhớ lại là ngày hôm đó tôi có đem thực phẩm đến chùa, tôi làm lễ trai tăng đó. Hoặc là ngày hôm đó tôi có đem y đến chùa, tôi đội lễ, tôi dâng y. Nhớ mấy chuyện đó. Xin nói riêng cá nhân ba của chú mà trong cái trường hợp này đó, khi mà ba của chú mà đang tỉnh á, nhắc ba chú nhớ lại những cái việc lành, những cái việc phước đức mà ba chú đã làm. Cái cách này riêng đối với ba của chú thì nó là phù hợp nhất. Nếu như mà ba chú sợ hãi thì cứ nói như vậy nè. Phật dạy đó, cái người mà có bố thí đó, thì người đó khi chết không cần phải sợ hãi. Bởi vì do cái phước lành của những cái chuyện phước đức mà đời sống đã làm á, nó đủ để vị đó khi nó cho quả thì vị đó sẽ được hưởng những quả lành. Đức Phật đã khẳng định như vậy. Những việc phước đức mà chúng ta đã làm chắc chắn sẽ cho cái quả an vui. Nếu như chúng ta tái sanh bằng cái quả đó thì sẽ tái sanh về cõi lành, cho nên không việc gì phải sợ. Cái người đã làm được việc lành, nhờ quả lành đó vị ấy tái sanh, thì cũng giống như bỏ một cái chén mẻ bằng đất mà đổi lấy một cái chén vàng đó. Cho nên cái việc mà kết thúc sinh mạng của vị đó không phải là một việc đáng để sợ hãi. Cho nên nhắc chừng vậy đó. Nếu như mà chú thương ba của chú mà chú có hiếu, nên gần gũi. Cái lúc nào mà tỉnh lúc nào nhắc nhớ lúc đó, nhắc thường xuyên, không cần phải cứ nhớ cố định một chuyện ha. Nhớ liên tục, nhớ hết chuyện này tới chuyện kia, nhớ liên tục, cứ kể suốt vậy đó, nhớ liên tục, nhớ hết chuyện này tới chuyện kia, để cho cái tâm hoan hỷ đối với cái phước thiện đã làm đó của vào thời quá khứ đó, nó liên tục, giữ cái tâm nó liên tục nha. Đó, được như vậy là tốt nhất. Còn mà nếu không nữa đó thì trong cái trường hợp đó đó thì chú nên tạo điều kiện cho ba chú đó cúng dường đến Tam Bảo, tự tay cúng dường đến Tam Bảo ha. Thì như vậy đó, cái phước cúng dường cho Tam Bảo mà trong lúc mà đang bệnh nặng mà gần chết đó, cái phước đó rất là lớn. Và khi mà ba chú nương nhờ vào cái phước đó thì nó sẽ có cơ hội nó tránh được cái sự hoảng loạn ha.